Lực lượng trinh sát cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang Phạm Thị Nga, 43 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn, tạm trú tại tổ 45 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ phía Bắc về Đà Nẵng tiêu thụ vào ngày 19 tháng 10 năm 2014 tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Công an đã thu giữ hơn 2.340 viên ma túy tổng hợp đóng gói trong một bịch ni lông. Tiếp tục khám xét khách sạn do Nga làm chủ ở phường An Hải Tây, công an phát hiện thu giữ 140 gram ma túy đá. Khám xét tại trường mẫu giáo nơi con gái Nga quản lý ở quận Sơn Trà, công an tiếp tục phát hiện hơn 2 kg ma túy đá, trị giá từ 4 đến 5 tỷ đồng, giấu trong nhiều vỏ chai sữa nhập ngoại. Ngoài ra, tại nơi ở của gia đình Nga trên đường Cao Sơn Pháo, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, công an cũng thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán trái phép chất ma túy của Nga và nhiều loại vũ khí nguy hiểm.